Ờ, mấy nay bữa nay bà mẹ bà làm nguyên con cá hô. Cái gì? Cá hô. Cá hô. Cá hô chiên xù. Này là nếu mà theo người ta nói là cá hô đắt đó. Ừ. Cá đại tượng. Thì tượng phải cá hô. Cá tượng chứ không phải cá hô. Lộn. Thì cá hô là cá đại tượng đó chứ gì nói. Cá tượng khác, cá tượng bự là cá hô là nó đó. Giống mà không khác. Cá này ở nước ngoài với cá, đây cá hô có. Cá hô là cái bụng nó bự lắm, cái bụng nó bự lắm, nó bự to lắm, còn tay tượng là nó dẹp. Mà mẹ bả chiên xù nè mấy năm ơi ngon quá. Đã không vậy nè. Dĩ nước mắm me sốt lên. Cái này ai ăn chấm thì mấy năm mà mình không có xét sốt lên được. Ăn ngon ha. Bữa nay có thằng em nó ở xa về với ông cậu bên có Mỹ làm lai dai vài ly. Ở bên Mỹ mới vậy nha. Ở Mỹ nó đem về hủ rượu á. Làm xương xương rồi mấy anh em ơi, chủ yếu là ăn thôi, làm ít. Rồi. Mà mẹ mà cái này là Mỹ Long nha anh em. Mỹ Long. Mỹ Long chứ không phải bệnh. Hai anh chào cả mấy anh em nha, chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều và mọi lứa tuổi mọi người được nhiều sức khỏe nha mấy anh em. Cái gì sức khỏe là trên hết mấy anh em ơi, không có sức khỏe là có tiền như không rồi mấy anh em ơi. Đây, nãy giờ mới bà dọn ra, cơm thì chưa ăn, làm lai gai rồi ăn cơm luôn, vài ba ly vừa ăn cơm vừa làm vài ba ly thôi. Chủ yếu là ăn chứ không có nhậu nhiều mấy anh em ơi. Rồi mình gác máy đứng một chỗ luôn. Tại vì không có ai quay hết trơn á anh em ơi. Quay mấy nó cũng không biết không ai biết quay hết trơn. Không phải không biết quay mà nó muốn đòi làm dây chánh thôi. Chánh gà. Má bữa nay mập. Nay anh mập đó hả? Ừ. Dây chấm đó, bữa nay có nhiều đó. Bỏ mớ rau anh đây. Để dĩa qua. Để ta đá qua đây. Rồi. Bước ra ngoài đó còn cái thấy con cá nữa. Đó. Thấy rõ không? Thấy rõ lắm rồi. Rồi. Rồi được rồi. Thấy hai đây rõ lắm. Thấy một cá. Cá bự lắm. Rồi. Rồi chào anh An nha. Rồi hôm nay là trở lại với kênh của Lê Phước nha. Lâu lắm rồi là mới quay lại kênh của anh nha. Chào mấy cả anh em nha. Cho những ngày qua đi công tác ha, nên không có quay với ảnh được. Biết công tác anh em hỏi là nơi này đi công tác ở đâu vậy? Em có thắc mắc không để tôi giải quyết cho. Công tác cũng bên Mỹ luôn nha. Mà Mỹ gì anh em biết ngay từ đầu đó, nãy nó gặp. Anh em đây ở Mỹ không mà Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Phước. Để nó thật con cá mà mấy anh em coi. Để nhiều vô. Từ từ. Cá mình bự không hết đâu. Không hết, trời cá là bạn mình không hết. Mình không ăn bún nên em miếng tròn ăn cá nhiều một chút. Trời ơi, nó giòn quá giòn. Còn một miếng nè. Ăn đúng kiểu mình ăn món mè vỗ chén rồi. Gì không? Hay là chấm vô luôn. Này biết mình làm sao mà. Sao cứ vẫn im dinh. Nhưng rồi nhưng mà nó này. Thôi mời mấy anh em nha. Ăn bia cho nó ngon ngon chút rồi. Cục muốn không? Cái non đây non. Đó là cái miệng. Cái là tượng là làm kiển nó bự lắm. Nó bự vậy nè. Nó tới là nhiều năm tới 1 ký rồi. Nó có hô làm tội á. Chưa có chiên không giòn. Ừ. Đi rồi anh.
chiên giòn quá, cá chiên đúng giòn khấu mà bây giờ kéo ban ngày mới chửi không giòn. Để cũng lâu rồi. Để lâu lắm. Dọn thì tao rớt ngay gọn gọn luôn á. Nếu mà chiên giòn nữa là nó hơi đen. Chiên vừa vừa đúng nữa nè. Mấy cái hút cứng là nó không có giòn nữa đâu. Cái tươi cứng gì sao giòn. Không giòn thấu rồi chứ. Giòn rồi rồi nãy hoa cắn này nè. Không cắn này nó cứng. Thôi đừng cắn ngay cút mỡ đó. Chiên nó không cắn. Mình là như nó dũng vô cái nữa hả? Chiều tới con cá mà nó dãy nó xe nó xì phận rồi. Nó được rồi, đúng rồi. Có cái tép thời nó nó được rồi. Uống nửa cái hả trời? Uống cái một cái mà rồi đấy. Rồi yếu, ăn yếu gì? Ăn là ăn. Ăn là ngon nhất. Ăn hồi cũng nghỉ nhậu chứ. Ừ, ăn no nghỉ nhậu rồi. Bởi anh cũng vậy. Nghĩ đang đang công tác đang ngồi nhậu á. Quay lo lại là rồi á. Ăn no rồi thôi buông. Ngon quá. Ok. Này mới chiên thì ăn nó ngon rồi. Cái này được 3 kg rồi. Hình như 3 kg luôn. Cái không tới rồi. 2 kg ngoài. 2 kg ngoài. Bây giờ là nó khoảng 1 kg luôn. 2 kg. 3 kg không tới. 3 kg nhiều mực. Mình xui với mình đi tiếp nạn thứ 82 rồi, nạn 81 thoát rồi, nạn 82. Năm nay xui quá anh em ơi. Quên mà nó nãy mà nó ra chùa anh em rồi chùa anh em ra đường gì dạ ở chùa dữ rồi thì chùa đó thiếu đường á nhưng mà chưa nên ra đường gì mới đổ thêm miếng nước á thiếu đường mấy miếng đường cũng không thiếu miếng đường chưa nên bơi nếm rồi me mà nó ra nước ông mà không nêm ông chịu nổi à ông chấm vô cái ông le cái lưỡi ra nữa thôi me với chanh á không nêm mà chấm được đúng không gạo này là phải nêm rồi giòn quá tại vì biết sao lúc nêm là vừa cái để hơi me nó ra nữa nó chua nữa cái me nó ra hoài luôn á ông nội chứ phải như chanh. Thì đấy bữa nào nha ông Phước ông có rảnh nha anh em đưa qua đây tôi nấu chứ nhà tôi bị nó chặt hẹp lắm như trong bếp ảnh thì rộng rãi tặng cho anh em mấy món mới cũng mấy món cũng êm nhân nhậu cũng thái tại nay mới về hơi đuối đó quý vị cũng có được nhiều nay cũng xin lỗi anh em bữa đi bữa nào mà như mai mốt gì tôi chung tặng anh em món ngon quá
sao cái này trời hay bảo lắm anh. Văn nhậu là nếu mà văn nhậu như anh em mình là đúng là phải nghiên cứu mò nhậu, đúng không? Dành cho những người là phải nói là nói chung là chi nhậu. Chứ giờ mưa rồi ai làm chứ giờ được thất nghiệp thì phải đi nhậu thôi. Đó là trời ơi, thằng cậu muốn còn ghê hơn tôi nữa. Đưa được cái bọc qua bên đây cho ông cậu. Dạ, tao có uống đâu, nghỉ uống hai ngày qua. Gọi thêm quay đúng rồi em mà coi nọ. Dạ, còn đóng người sao rồi không ai ăn hết. Con qua mắt anh dạ. Anh hãy có đứa thuốc anh có đèn vô. Có. Đâu? Hồi đấy anh có cái gì bệnh không? Cái quên rồi. Chút xíu không luôn nè. Quay không giống quá hả? Kệ đó. Ơ ok vậy anh em. Nước ngoài nó có đến đâu nước ngoài con. À, ngoài thôi luôn. Để đỡ gì. Gì anh em gì. Cái lượng này là phúc gì? Ăn nhiều vô cho bạn, nhiều vô đi rồi là ta mình à. Ăn nhiều vô, nói xàm vô rồi được rồi. Nói xàm xàm nhiều vô. Nói xàm thì ta nói đúng chứ nói xàm gì ta. Nên là xuất khẩu hàng thơ không mà xàm xàm gì ta. Mẹ ơi, bữa nay phải chạy cái chén nước mắm mình ăn mà biết cay luôn đó ta. Mình ăn cay vừa gì? Em đâu thấy cay đâu. Tao thấy cay kìa. Tao ăn cay vừa gì luôn. Cậu giờ thấy cay không? Có thầy. Con thấy con cay thì con tẻ bình thường. Để ta vô nhà mình ta ăn cay với nước không? Không có ớt nè. Con này. Ừ, con cá này cái thịt nó chiên cái này nó không chiên thuần cái này ăn nó cái mùi cá ít ha, cái thịt của nó béo béo, không có chiên ít mà cá lươn cũng ăn cũng đâu đành đâu, cái thịt nó thì béo béo mà nó thơm thơm, nó có cái độ bùi nhai vô cái lưỡi nó bùi như là ăn gì phải lan bùi vậy ha, mà thịt nó thơm, nói chung ra mùi cá thì cũng có một ít. Nếu mà chiên đúng á, chiên đúng là nó mắc mùi luôn á, là thảy vô miếng bơ á, thơm phức luôn à, thảy vô miếng bơ trong dọc á, mặn lãng lắm bơ ơi, thì nó thơm thơm nó mắc mùi cá, đã ăn cá mà nói chung ra cái mùi cá gì là được rồi, con cá này ăn cá phải có mùi cá chứ mùi gì không nổi, ăn mùi bơ đó, nó thảy vô ít, ăn nhán mùi canh của nó. Thảy thiếu rồi. Ừ, à, chứ đâu có thảy nguyên hộp đâu. Một hộp một tí gì đó. Thiếu xíu rồi. Cho nó thật cái mùi phân phớt á. Mày thấy mà nếu mà mình phớt cái mùi bơ nhẹ thôi. Nếu mà mình dầu mới á thì mình thay thả bơ vô, còn mà mình đã thả bơ rồi á, cái bơ trong đó mình đã có chiên ớt qua chiên ớt chiên bột rồi chắc chắn là phải có bơ rồi đúng không? Rồi mình hỏi thả, còn như dầu mới á thì mình chiên xong á mình thay thảy vô miếng. Để bơ vô mà ta ăn vô người ta. Mình chiên mà nó gần giòn á mình mới thảy vô miếng bơ thì nó vừa thơm ngoài thôi. Để tôi nói cách này nè. Để mình để bơ theo để vô mà phải người ta ăn vô mà ta cảm nhận được nửa có nửa không đó. Người ta nghi ngờ là có bơ mà ăn hồi không có mùi bơ mà ăn hồi có mùi bơ để gì mới đúng là để đó là như là gần chiên xong xong á thảy vô trong dầu á tự nó tan nè, tự nên nó tan trong dầu rồi, nhưng mà làm sao cho nó hòa với cái thịt cá vô là thì chiên ở chừng 90% nó còn khoảng chừng phút 2 phút mà để, là mà để nhiều quá để nhiều quá thì nó còn mùi bơ dầu đó đừng có nói mà quán không chiên dầu cũ nha bạn, người ta vẫn chiên dầu cũ nhưng mà cái dầu là còn sử dụng được chứ mà chiên lần dầu bỏ là người ta bỏ luôn cái quán nha bạn. Chỉ có là những cái bỏ luôn quán không quá lỗ á thì dầu chiên con cá này cũng không có ít đâu nha bạn, nhưng mà có những cái trường hợp như là mấy cái nhà hàng lớn á người ta sẽ chiên một lần dầu một người ta bỏ cũng không bỏ rồi không bỏ mấy cái nhà hàng chứ bằng là đúng chất lượng á là nói thôi
thật sự bên Nhật của người ta đó, người ta chiên đó, cái dầu cũng đang thùi lùi đó, chiên tới đang thùi lùi thì cái đó là trong bếp, nhưng thật sự là ở ngoài là nhà hàng rồi cũng đủ làm nó chiên là dầu đó, là bichilin đó, là nó chiên dầu nhất không, là một loại dầu, là dầu một nước đó, dầu nước thứ hai là nó làm gì thì mình không biết. Nói chung là tao nói mày chiên một món mà bỏ hả? Không, cái nhà hàng đó mà còn đá cái bột. Đúng rồi, nhưng mà không phải. Tao nói là đồ chiên là nó chiên dầu nước một, anh hiểu không? Ừ. Còn dầu nước hai để nó tận dụng nó làm cái gì đó. Chứ không phải là để nó chiên nữa, nó chiên nữa là mất cái màu cá. Với lại trong nhà hàng đó, nó có cái máy nóng lại, nó lại được. Tại hai nữa cái dầu á. Một con cá là lượng gì? Một cái chai dầu 4 lít á mà mới chiên được con cá gì? Chai dầu chưa chắc gì được đâu. Không biết nó ngập được cái nào. Ngập hơn nữa con là được, đúng rồi. Nếu mà chiên cá phải ngập hơn nữa con. Nếu mà đúng ở bên Nhật Bản đó, người ta chơi nguyên cái thùng dầu cái lớn vậy đó, bự vậy đó. Người ta chiên hoài luôn không? Nó chiên gì nào? Nó chiên dầu một nhưng mà nó chiên nhiều lắm. Với lại hai cái nữa, nó để cái lửa vừa lắm. Bên bản nó xài lửa điện là nhiều, nếu mà nó chiên lửa điện không biết đâu phải không lửa đấy, phải lửa ga, nhưng mà lửa ga nó màu đen là một hai cái con cá nữa. Bên bản nó xài lửa điện không à, hai cái nữa ở bên bản người ta biết tới không à, mấy lần mình kêu lửa điện là sai, kêu bằng là nhiệt điện đúng không, nhiệt điện là nó xài bằng nhiệt không à, nhiệt điện tức là nó chỉnh độ được, nó chiên lên bao nhiêu độ đã biết chưa nè, còn mình canh tay không à. Giờ tao hỏi mày này, lửa nó bỏng không? Bỏng. Điện bỏng không? Bỏng. Hai cái là gì? Nóng. Nhưng mà thấy như độ lửa là cái nhiệt, cũng là nhiệt nóng, nhưng mà nhiệt lửa. Nhiệt còn kia là nhiệt điện. Nhiệt điện là nè, cũng như là để giải thích cho nhiệt lửa cái nào cũng nhiệt đúng không? Mà sai, nhiệt lửa là gì? Là phỏng nha. Còn nhiệt điện là bị giật. Nhiệt điện là bị giật nha bạn, nó cũng cháy đen vậy đó. Nó cháy còn lẹ hơn lửa nữa. Nếu mà nhiệt điện mà nó chịu mà bạn dính vô điện là nó cháy khét lẹ lắm. Còn mà nhiệt mà kêu bằng nhiệt lửa thì bạn khét hơi lâu một chút nha, còn nhiệt điện là nó gì cũng văng là nó khét mẹ lắm. Thôi không biết đừng nói thằng thầm chứ, đó thiệt mà, nếu mà nhiệt điện là nó khét liền, anh là bốc khói liền á, dính vô thử coi gì nó phải qua cái thành mấy thanh sắt nó xử lý qua khâu xử lý của nó đi cho nó gọn, nó thành điện AC BC gì đó, hai dòng điện nó đụng nhau rồi trong cái thanh sắt nó chuyển, kêu bằng là nó chuyển quá nó, chuyển quá dòng điện thanh sắt nó đó, là nó có chứa cái gì trong đó đó, gì than đá rồi ba cái chì rồi nhôm gì trong đó đó, nói chung là nó chuyển quá điện từ điện sang nhiệt cái nào nó đưa vô đó cái nhiệt nó bốc lên, không biết cái gì nó khơi đã ra ít học mà cứ riêng rồi giải thích mấy cái vui chương trình gì vật lý này hoài ai mà chịu cho nổi. Chịu mấy đúng cái này. Chịu mấy nó mày nó sạp được. Như công tác mấy tháng này cái về cái mình hơi lạc vẻ hình, hơi chất, nói chuyện không có được mà thấm thoát như mấy cái video trước nha. Các bạn thông cảm nha, mình về bất nghiệp lại từ từ. Mọi anh em nói anh em như là bắt đầu trở lại quay cho anh Phước là cái video này là đầu tiên, cũng như là mới bắt đầu lại anh em cũng thông cảm, mình sẽ cố gắng hơn những cái video sau làm cho anh em vui vẻ và có những ngày vui trong cuộc sống và có những cái món ngon để mà anh em vui vẻ mà để mà hưởng thụ trong những cái cuộc ăn nhậu, với lại bớt dành nói gì cái rồi cứ hết rồi nó nhảy rộng rồi đó, tôi là giờ thấy là tôi nói ít lắm, anh tôi đó ảnh giật hoài rồi, tôi có nói gì nhiều đâu, nghe thấy không nhảy được, tôi có nói gì nhiều. Đồ uống nhiều đó không thôi đi nè, ngon quá đi không á, uống trước không uống mình à, nó cho lại không uống dễ ăn cơm sao uống vô nó bự bự ra hoài rồi rau quá nhỏ nó dữ trắng dữ nó meo quá mình ừ thương con nghe mấy này
Cái này bắt cọp là khó lấy ra. Này chung bự. Muốn gì luôn. Dạ chưa. Này có mắc cỏ cái này chạy thẳng luôn cái bên nè. À. Gấp. Cái gấp. Bên luôn bệnh xá cái gì đúng rồi. Chạm xá cái bên luôn gấp gà. Giờ khỏi cạc không nổi luôn. Dòng đó còn không tiền thẳng này tao gấp luôn cho dễ. Mà hạ hồng ra. Lấy cái đồ ấy chặn cái họng lại không cho cạc lại. Vụ chuối mà đi gan vụ khổ mang mấy bạn. Lấy cái uống vô là tôi khè không. Lấy cái thằng pin đi ra về. Yếu vô gấp nha. Có cần nó mở cái điện thoại lên nè. Quên mở nó lại luôn. Thời nói thầy cứ uống cái rượu cho tôi ăn rồi tôi đổ mồ hôi tôi muốn sổ mũi gì chẳng phải tôi bị cảm rồi tại không thấy quá là một cái này mấy bạn thấy tôi mặc hơn lúc trước không tôi ăn với tôi ngủ rồi mà tôi mặc gì đó vô nhiều là dễ bị nhức gan lắm nè. Bác sĩ mới dặn đừng có ăn đồ nóng, ăn đồ mát. Thì đó đang ăn mát, đang gào gáy mát. Mà có cái rượu cũng mát, nó cũng nóng đâu, nó có ba mấy độ à. À, không biết cái tiếp gì này, tiếp này tiếp gì không biết. Tiếp cái gan của em mà loại sau này nó mới ra. Đúng rồi. Nhà bữa hổm anh bị cái xe á, giờ anh liền da non. Anh ngứa quá rồi như là phải mua thuốc nha. Thì đó của tôi cũng mấy đúng rồi. Năm mấy ngàn. Thì bữa hổm đưa anh á. Và cái bánh 15 ngàn này tới hai mấy ngàn. Thì bữa hổm cũng hàng mấy. Để thuốc từ bồng cũng có. Thì nó liên danh á. Vô. Trước tại nữ nó nọ vô đi nhắn của ta tại nữ nó nọ. Thì bữa hổm tôi nói con ông của Mỹ đó. Tên mình cũng có hết rồi. Tại cái này bị này là bị trong cơ thể. Cũng chơi cũng bị hàng vậy đó. Mình thời gian này diễn tử hết luôn à. Nó hết rồi. Đó là nổi trên mặt nữa nè, nó ngứa rồi gãy nè, trên cổ tay nè, với mấy cái mắt cá giò rồi đó. Mình chú ý là cho đừng cho nó ngứa thôi. Chứ không ngứa chịu không nổi đâu. Ngứa không ai chịu nổi đâu. Ngứa tới xương luôn. Có miếng bự vũ mà nên nó có tắt cái còn lên ngoài miếng ở ngoài không phải gì tại cái clip này là như cái clip chào đón em nhưng mà có một cái là em mới về em mệt quá ha quý vị khán giả nghe anh em đồ không phải gì mong anh em thông cảm cho cái clip này đó, như cái clip sau đi là xin vũ xin bù đắp lại cho anh em rồi anh em một miếng nữa là cái miếng này là miếng vũ tự ăn mà anh em cũng như là xin nói là cái clip sau sẽ chuộc lỗi với anh em. Nói uy tín là cái clip sau sẽ dành cho anh em nhiều cái nụ cười hơn và nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Mời anh em. Nặng ngon thật chứ. Được quá. Xương đã cái gần đâu mà nó không nhích. Thank you.
Nãy giờ cái ăn đông nước rồi xong rồi. Nửa con cá rồi. Giòn giòn dữ nè. Đã. Cũng chua ngọt thôi, nhưng mà có một cái là chiên xù là mắm me là đúng bài đó, phải không? Chiên xù mắm me đúng bài. Mắm me thì đúng bài, nhưng mà tại cái miệng ta không bắt hay mà. Cái nào có, em nói anh, cái nào mà chiên xù có dãy là mắm me, còn không có dãy thì chiên xù nói chung ra nói chung chiên xù là phải có dãy rồi. Trong chiên giòn á, chiên giòn nó đúng rồi. Thế nói chung ra thì ăn là thích ăn hơn cái nào. Đúng rồi, nước chấm thì ăn. Nhưng mà đúng bài của nó là chiên. Bữa nào mình sẽ làm cái nước chấm sốt mình chế lên con cá này, nếu mà không ngon là không ăn. Khó, có một loại chế nha, kêu bằng là nước chấm chế luôn chứ không phải là sốt cà đâu nha. Cái này là nhớ rồi. Nhớ cái gì? Nước chấm tự làm được. À, cái không phải. Mình sao thấy cho nó sốt thái là nó hợp với cái thịt cá, nó sốt thái là chua cay mình chế cũng được. Đừng có để cái miệng nó ngán là được rồi. Mày sốt lên sao miễn xong cái thịt cá với cái nước sốt đó ở nhà nó đừng có dành hoài, dành nói hoài là nói xong rồi ta để nó thì cả trăm lần nói nó cả trăm lần rồi đó. Mấy anh em thấy không, nói nó cả trăm lần rồi mà kêu ta nó hết thì nó nói thì mình đem cho nó nói, thế hồi mình nói nó sen hay đó sen. Cái nước sốt đó với cái thịt cá đó, nó phải hai cái nó phải ăn vô trong miệng nó làm cho mình đỡ ngán. Vậy mới gọi là làm nước sốt. Còn nước sốt ai làm cái gì, nước sốt gì, nước sốt bơ, sốt gì cà tím gì, ôi sốt gì cũng được, nhưng mà có cái nó có hợp với cái thịt con cá không. Ăn cái thịt con cá vô thường thường mình ăn thấy mình chấm cái gì ăn vài cái ngán, nhưng mà làm cái nước sốt sao người ta ăn, ta càng ăn vô người ta càng muốn ăn nữa. Cái đó là mới đỉnh cao của cái làm nước chấm đó. Nó mới ghê với nước chấm vô vài ba cái ăn ngán rồi, nó cũng bắt nữa nhưng mà nó ngán rồi cũng như không cho nấu. Còn nếu mà nấu vậy nước chấm mà mình là thiệt không phải là một bụng mình có bằng đàng hoàng đúng không. Rồi. Mình có bằng cấp mình nấu hay sao đàng hoàng, số vũ ơi, số mà mình nấu cho hay sao chứ hết số vũ ơi, cái đó là sự thật, mình nấu nhà hàng hay sao mà hai cái rồi từng bao bếp nữa mà số. Tao thấy mày nấu theo toàn là theo phương cách của mấy người cũ, người ta nấu gọi cho mình làm lại thôi. Bởi vì mày thấy món của tao làm là toàn là chế tự mình là cái ảnh nói nấu rồi là đúng, ảnh nó là ảnh phá cách đúng không, ảnh chơi ảnh tính chơi hiện đại, còn tôi là học công thức hết trơn rồi, tôi là nấu theo cái cách truyền thống. Còn kiểu truyền thống khỏi cần phải học. Tôi truyền thống biết rồi. Biết cái công thức của tôi là truyền thống, nào giờ nấu cái nào nhiêu là công thức nó bạc rồi là công thức không. Nói vậy mày theo truyền thống hoài, đâu có xe máy bay cho mày bay. Đúng không? Là đi đĩa bay. Theo truyền thống hoài rồi có đĩa bay đâu bay không nổi. Rồi nói chơi với mấy anh em ơi, mình xin dừng clip ở đây, clip cũng dài rồi. Chúc mấy anh em nhiều sức khỏe và kiếm tiền thật nhiều nha. Bye bye mấy anh em.